chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà của Hoa cưa ở xã Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cưa cho bác Út, thì lần trước cũng có cưa cho bác Út một cái nhánh cây vú sữa mà nó đè lên mái nhà. Thì hôm nay sẽ cưa cây sao, nhưng mà không biết sao nó bị chết rồi. Ở phía dưới thì có rất là nhiều mít và ổi, mít mã lai và ổi Đài Loan. Cây sao nó bị chết rồi. Phía dưới có nhiều cỏ, không phía gốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chuột. Hàng chuột cống. Kiếm quá trời. Thằng cá dùng cái bộ móng leo để leo. Chuột cống nó đùng bít nè. Hang chuột hả ba? Chuột. Kiếm quá. Cái lửa. Cái lửa. Thì ba cái tuần đã mang dài sẵn rồi đó. Lý do nào mà nó chết ngộ á? Anh không hiểu. Chưa biết nguyên nhân cái cây sao tại sao nó chết. Ba của Hoa đang sử dụng bộ móng leo. Quá trời trời nè, đổ mồ hôi trời. Cây này chết lâu. Nó nhánh nó chắc nó gãy quá. Này chắc cỡ chừng chết khoảng chừng 2 tháng à. Bộ Út nói chết chừng 2 tháng rồi. Nó nhánh đeo đeo nhỏ nhỏ là nó gãy. Dạ. Giờ mấy cái nhánh đeo đeo cặp cặp về nhỏ nhỏ cẩn thận. Chạy không đây nữa. Hôm nay bỏ máy lâu quá không có sử dụng. Mang vô thấy nó nặng nề quá. Anh thấy nó cồng kềnh quá. Hôm nay nha. Dạ. Xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị em thân mến. Hôm nay mình cưa ở xóm mình thôi, cách đây khoảng 200 mét, cách nhà mình 200 mét, lát bay lên là nhìn thấy cảnh nhà mình luôn. Có con mình đây bữa nay quay lại cam mình đây, con hai lúa Tiền Giang nữa. Thì hôm ngày cũng làm từ thiện, với dịch bệnh này cũng không đi cưa xa được. Bây giờ xưa giờ đi xa không, bây giờ ở quê nhà có cây kêu riết mà nó chết khô luôn mà không có cưa. Giờ thôi sẵn dịp này cưa luôn cho nốt sớm này. Dạ, kính mời bà con mình xem nha. Thì cây da cây sao thì nó rất là bé. Bà của Hoa sử dụng cái áo tay dài
để nó bớt độ ma sát vào hai cái cánh tay. Đang chích vô rồi. Má Út nói có giường bên mình này có rủi ro chút đỉnh cũng không sao. Và sẽ cưa cây này ra khoảng 4 mét. Cái này chắc có cái heo đó là chắc cũng khoảng 5 mét mấy anh ơi. Không biết. Rồi có cái heo đó cắt cái cho tới heo cắt đi thì mình dễ xài. Muốn sao cũng được hết. Dây cũng hơi dài chút xíu. Cho dù cây sa này đã chết khoảng 2 tháng rồi nhưng cái nhánh nó cũng còn rất là dai. Họ làm gớt không dây gì rồi.
thì cũng có mấy cái đường ống nước, có những cái bát quay nữa. Trời cũng đang chuyển mưa nên hoa quay hơi tối, mong quý vị thông cảm cho hoa nha. Ba của Hoa cho ngã mấy cái nhánh ngay chỗ mương giáp ranh với nhà kế bên. Vô hồi nãy rồi.
Nãy quên châm xăng rồi rớt con dây nữa. Dạ, trước khi lên lo mang đây dài ha, quên châm xăng luôn. À, nãy thì rớt cọng dây nữa, bây giờ phải leo xuống để châm xăng. Có thể là em của Hoa sẽ thảy cọng dây thừng lên cho ba chuyện máy cưa xuống để châm xăng. Dạ, ngay góc á. Là anh Lâm thì hôm trước đã có xuống nhà của Hoa để nhờ bà của Hoa sửa cái máy cưa giùm, nó không có bơm nhớt vào cái lưỡi cưa. Nãy giờ đợi châm xăng thì ba của Hoa đã leo lên phía trên để cột dây rồi. Tôi sẽ cưa nguyên một khúc này luôn. Thì không biết chính xác là bao nhiêu nữa. Có thể là hơn 5 mét. Có anh Lâm hồi nãy đã qua phía bên bụi tre bên kia để kéo phụ với ba của Hoa rồi. Nè, nằm sát theo cái máy mương. Cưa như thế này thì nó không bị cắm cái đầu chuối xuống đất. À, anh Lâm xuống mở cái đầu dây ra giùm ba của Hoa.
hơn cái này cưa làm gì tốt đó, cưa làm gì bây giờ em chưa biết rồi. Và bây giờ sẽ xuống để hạ luôn cái phần gốc. Ướt nó nhẹp áo hết trơn. Cái máy cái hưu kia cắt cái gốc cao nó lột chày rồi. Bây giờ không có mài nó lâu lắm, chưa có đi mua cả cộng sên khác thay vô. Giờ cưa cái máy nhỏ luôn. Ba có toàn nói là cái máy hưu nó cái cộng sên nó lục với lại nó bị mòn nhiều quá. Cưa không cưa cái gốc cao kiển đó. Đây là về dùng tới cái con Ruby này cắt cái gốc luôn. Leo bộ móng tại cái cây cái thân này giờ nó chết, cái da nó cứng lắm nên dùng sức khá nhiều mà thôi khá là nhẹ nhàng. Bây giờ ba của Hoa sẽ sử dụng cái máy Ryobi loại mini này để cưa cái phần gốc luôn. Cái đưa trồng hả dạ? Vậy là ngã gì đây đi? Cái này gà ra đây được nè, tại vì đây nó cục 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 ngủng chứ không có xa đâu sợ. Cái đây hư cái điều. Cái đây nè, cái đây.
hồi nãy con thấy ba mở cái nắp ra để làm gì vậy ba? Cái nắp nhớt. Tại vì cái này nó có cái lớp B của cái ống thông hơi á. Dạ. Nó bên đây nè. Nó trong này nè, nhưng mà nó lâu ngày quá đó, cái thông hơi á nó bị ba cái mặt cưa nó bít, nó nghẹt cứng rồi. Dạ. Mà mở ra kiểu mở ra là cực lắm. Dạ. Rồi cho nên lâu lâu cái mình hí này là cho nó lọt cái không khí nó vô đây. Dạ. Đặng mình nhớt nó mới ra bên kia được. Dạ. Chứ mà không có mở ra là nó không có lọt vô là bắt đầu nó hút hoài là nó không có ra được. Dạ. Nó bị nghẹt. Cần giáp ranh bên tới cái đầu bên kia luôn. Quá trời kiến rồi. Đây là cái gốc của cây sao. Như nó bị có đất ở phía trong lõi nữa. Họ cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.